Nhân mùa Vu Lan báo hiếu chiều ngày 7 tháng 8 2022 nhằm 10 tháng 7 Nhâm Dần, chư tăng Phật tử chùa Hưng Phước quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã phát 1.000 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài quận 3. Buổi phát quà có Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó trụ trì chùa Hưng Phước, Đại đức Thích Minh Duyên, Phó ban trị sự Phật giáo quận 3, Đại đức Thích Thiện Tài, Phó thư ký Chánh văn phòng ban trị sự Phật giáo quận 3, cùng chư tôn đức tăng chùa Hưng Phước tham dự. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo các ban ngành tham dự. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Duyên thay lời Thượng tọa trụ trì chùa Hưng Phước động viên thăm hỏi đến bà con nơi đây. Những phần quà tuy không lớn, nhưng đó là bày tỏ tấm lòng từ bi của Đạo Phật, lá lành đùm lá rách, mong rằng bà con cố gắng làm ăn vượt qua những khó khăn. Đại đức cũng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân cùng Phật tử gần xa đã phát những phần quà đầy ý nghĩa đến bà con. Tại đây, chùa đã trao tặng 1.000 phần quà đến bà con tại địa phương, gồm các nhu yếu phẩm, gồm mì, gạo, nước tương, muối và tiền mặt. Mỗi phần quà trị giá hơn 400.000 đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ đến bà con là hơn 400 triệu đồng. Nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu, thì chư tôn đức tại chùa Hưng Phước đã vận động quý Phật tử, quý mạnh thường quân đã hùng phước chia sẻ những cái phần quà đến những bà con khó khăn thuộc những vị sinh sống nơi thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt nhất là trên địa bàn quận 3, thì gồm có những cái phần quà cũng như tiền mặt gửi đến quý bà con, đó là hơn 1.000 phần quà để trao tặng bà con. Mong bà con vượt qua những cái khó khăn sau cơn đại dịch. Được biết, kinh phí do Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước, cùng chư tôn đức tăng vận động các nhà hảo tâm tài trợ để trao tận tay những phần quà đầy ý nghĩa đến bà con nghèo nhân mùa Vu Lan báo hiếu này.